À đây Mới về đó mà. à Xi'an 15. Dạo này không báo giá hả anh? Đâu anh? Hả? Đâu. Khi nào mà giá nó rẻ cái thì này, cái này đó. Quay đó. Hả? Quay đi. Rồi quay rồi. Vậy là được rồi. Rồi Xi'an 15. Bánh lốp đồ này chạy ít giờ lắm nha. Nhìn lốp đồ lốp pin mạng vậy là biết rồi. Thôi quay sơ được rồi. Có dịnh Zalo tay lái trợ lực luôn hả? Quá nhẹ ha. Cái này nó mấy máy anh? Này ba máy. Cái dòng xe anh này nó êm ha. Ba máy. Rồi. Ba máy hai cầu trợ lực. Xe anh 23 nè. Quá đẹp. Ba máy. Hai cầu trợ lực luôn hả anh? Cabin máy lạnh. Dạ. Cabin máy lạnh. Cabin máy lạnh luôn. Wow, xe anh 23 mà. Ờ, 23. Êm lắm. Này nó chạy ít giờ mà bánh rin hay bánh gì anh? Bánh rin luôn đó. Bánh rin đó hả? À. Bánh có 400 mấy giờ. À. Tiron. Ủa xe của Nhật mà sao bánh Hàn Quốc anh? Vỏ nó hay vỏ bên đó. Hả? Vỏ bên đó. Vỏ Tiron này vỏ Hàn Quốc mà, để em coi thử coi phải Hàn Quốc không? Hả? Hàn Quốc. À mắc in Korea nè. Korea Hàn Quốc. À. Thì nó mua đặt hàng mà. À vậy hả? Không báo giá hả anh? Dạ dạ rồi em lên thử coi. Sơn đồ này nọ còn cái ổ bình nước kiến nè. Vừa nãy bình xịt kiến. Xịt kiến hả? À? À, không cần. Không này mua bình khác gắn vô đơn giản mà. Mua. Cái này hai cầu tay lái với trợ lực cho anh. Dòng xe anh 23 này tay lái trợ lực mà. Ê. Bên điện. Bên cơ, bên cơ. Hả? Bên cơ. Bên cơ, bên cơ, bên cơ. À. Rồi. Dạ. Rồi. Ồ, nhảy nổ lắm. Đó nút quạt hả? À? Không phải nói lạnh đâu. À. Mình chưa, lên lên lên. Đâu? À, lên gió rồi. À. Đó, đó, đó. À, nhấn nút là nó ăn. Đây, đây, lạnh dưới, lạnh dưới. À. 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 Lạnh, lạnh đây nè. À, em biết rồi, em biết rồi, em biết ok ha. Cabin này chạy mới có 440 giờ ha. Rồi rồi đồng hồ đồ này nọ còn sáng trưng ha. Cái này là lên ben nhanh nè. Trên tay nè. Rùa thỏ này là ga. À cái này là lên ben nè. Lên ben xong nè. Lên ben xong. Rồi cái này là ben tay bên này. Ok. Ôi. Yên đồ rin còn rất đẹp ha.
rất là đẹp luôn, tay lái trợ lực luôn. Chạy anh đâu anh, bật thử cái ben lên tay coi. Đây ben này nè, ben này. Ôi ơi, đây nè. Bật thử ben này coi. Em vô. Bật thử coi. Anh vô phải bật công tắc nè anh. Ôi. Anh bật công tắc này nè. Rồi anh ben coi. Ben coi. Ôi trời, trời ơi. Kéo. Nó có hai cái chiều của nó anh, chẳng coi coi, hình như nó có hai chiều, anh bật lên nó cũng xuống, mà lên bật xuống rồi nó bật một phát là vừa lên vừa xuống. Có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Rồi, mến chào các bạn. Các bạn sẽ có một chiếc visa mang thương hiệu Soái Ca, có hộp đầy đủ ha, full hộp. Rồi, chiếc visa này đây cũng có logo Soái Ca ha. Thì chiếc visa này được làm bằng da bò nguyên chất 100% và vân thì vân da voi ha. Thì ở bên trong của nó gồm có nè, ba ngăn điện thẻ, rồi kèm theo những cái ngăn trong này ha. Bên này thì đựng căn cước, rồi ngăn đây là hai ngăn trong, mỗi bên hai là bốn nè, rồi dưới đây hai là bốn nè, rồi ở trong này có ba ngăn. Các bạn sẽ có một chiếc visa mang thương hiệu Soái Ca, có hộp đầy đủ ha, full hộp. Rồi, chiếc visa này đây cũng có logo Soái Ca ha. Thì chiếc visa này được làm bằng da bò nguyên chất 100% và vân thì vân da voi ha. Thì ở bên trong của nó gồm có nè, ba ngăn điện thẻ, rồi kèm theo những cái ngăn trong này ha. Bên này thì đựng căn. Đây là chiếc ví mang thương hiệu Soái Ca, da bò thật 100%. Thì ví này thì nó có màu nâu và ở đây có logo nè. Thì thông thường những dòng ví nắp ba này thì da của nó rất là mềm mại, và nó có ba ngăn đựng thẻ, hai ngăn phụ hai bên, mỗi bên hai ngăn thì là bốn ngăn, và một ngăn đựng thẻ căn cước ha, công dân. Thì ở trong này thông thường nó cũng có là ba ngăn, một ngăn đựng giấy tờ, một ngăn đựng tiền và một ngăn đựng tiền chẵn ở bên trong, tất cả là ba ngăn. Thì bằng da bò 100% ngoại nhập, rất là chất lượng. Thì nó cũng giống như một chiếc ví da ngoại nhập vậy thôi, nhưng mà nó có giá thành ở trong nước, bởi vì nó được may hoàn toàn gia công trong nước các bạn nha. Một chiếc ví da mang thương hiệu Soái Ca các bạn ạ. Thì ở đây là trên chiếc ví cũng mang logo của Soái Ca ha.
thì ví này là da bò thật 100%, da rất là đẹp, rất là chất lượng và chắc chắn. À, nếu mà cái này mà nó bạc bạc đi một chút xíu các bạn, để xài nhìn nó sang trọng lắm. Thì dòng này nó cũng thì cũng 3 ngăn đựng thẻ, rồi 4 ngăn phụ, 1 ngăn đựng căn cước công dân, và cũng là có những cái 3 ngăn đựng tiền, 3 ngăn đựng tiền ha. Đó, rất là nhiều ngăn. Và một điều là rất là chất lượng, thì da vân của nó là giả, là vân cá sấu, rất là đẹp, rất là xịn sò ha. Đây là chiếc ví da mang thương hiệu Soái Ca, full hộp đầy đủ ha các bạn nha. Thì đây là chiếc ví này là da vân da voi màu nâu, và có logo Soái Ca của mình ở đây ha. Hàng thì da nhập khẩu rất là chất lượng, rất xịn sò, nhưng giá thành thì vừa phải. Thì cái này nó cũng là 3 ngăn đựng thẻ, 2 ngăn phụ bên này, 2 ngăn phụ bên này là 4 ngăn, cộng với lại 1 ngăn đựng căn cước công dân, và 3 ngăn đựng tiền nha các bạn, 3 ngăn đựng tiền. Rồi, tất cả đều là rất là xịn sò và chất lượng. Các bạn, khi các bạn sử dụng cái ví này, các bạn sẽ thấy cái chất lượng của nó rất là chất lượng, rất là đẹp, đẹp và bền. Thì hàng này thì bảo hành 24 tháng cho các bạn nha.